Để chúng ta cùng sum họp quay quần với nhau tại nơi đây để cùng nhìn lại những chuỗi ngày và chúng ta đã qua để cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm và cũng như những thành quả chúng ta đã đạt được sau một chặng đường rất là dài và chúng ta đã sát cánh bên nhau. Và kính thưa quý vị, bước sang thời gian mới thì em xin chúc cho toàn thể công ty chúng ta càng ngày làm càng làm ăn phát đạt và nhiều khách càng được nhiều thành công. Chúc cho tất cả anh chị em những người trong gia đình chúng ta sẽ có một năm mới thật là sức khỏe và sẽ đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Và cuối cùng để cho chúc cho tất cả chúng ta sang một năm mới thì bạn Sự Nghỉ, bạn Thang Thịnh Vượng xin cảm ơn rất nhiều. Và trước khi cái buổi chiều này chính thức diễn ra thì ngay sau đây xin mời xin phép mọi người dành ra một ít phút và chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình và chúng ta sẽ theo dõi một clip rất là vui của tất cả những thành viên trong đội tuyển Nga đã cùng nhau tạo dựng nên và cùng theo dõi.